Ai đó? Chị Dương ơi, là chúng tôi đây. Chị Dương, xin chào chị. Dạ, xin chào chị Dương. Các chị đến rồi. Dạ. Mời vào nhà. À, được. Bữa giờ chúng tôi rất mong các chị đến thông công lời Đức Chúa Trời toàn năng. Thật tuyệt vời. Chúng tôi cũng trông mong chúng ta được gặp gỡ và thông công với nhau. Phải. Nghe những lời của Đức Chúa Trời toàn năng, ta cảm thấy đây là tiếng Đức Chúa Trời. Đây chính là những lời của Đức Chúa Giêsu chuyên ta nghe tiếng ta thành sự thật rồi. Tạ ơn Chúa, tất cả là phúc phần Ngài ban cho chúng ta. Các chị đến đúng lúc lắm. Chúng tôi đang có buổi họp công tác viên. Hôm nay xin các chị thông công với tất cả chúng tôi. Chắc chắn rồi. Lát nữa có chỗ nào không rõ, cho phép tôi giới thiệu với mọi người. Đây là chị Lý và chị Phương. Chào các anh chị em. Xin chào mọi người. Xin chào. Mời cô uống nước ạ. Được, cảm ơn không? Dạ không có gì. Chị Lý nè, chị Phương nữa. Hai lần trước nghe lời của Đức Chúa Trời toàn năng, chúng tôi cảm thấy thật là bổ ích. Chúng tôi mong hai chị đến tiếp tục thông công về lời Đức Chúa Trời toàn năng. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Phải. Đức Chúa Trời toàn năng. Họ là tín hữu của Tỳ Chức Phương Đông. Tôi đã nghe chị Dương nói rằng lời Đức Chúa Trời toàn năng phát xuất từ Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta cùng nghe xem. Hiện giờ chúng tôi có một vấn đề chưa hiểu rõ ràng. Lần trước, sau khi nghe các chị thông công, tôi đã tìm đến mục sư để báo cáo và xin lời khuyên. Mục sư nói rằng lời về công tác của Đức Chúa Trời đều nằm trong Kinh Thánh, không thể tìm thấy lời Đức Chúa Trời ở ngoài Kinh Thánh. Chúng tôi tin vào Chúa bằng việc đọc Kinh Thánh và tụ họp để thông công việc Kinh Thánh. Như vậy chứng tỏ chúng tôi là những người tin vào Chúa. Đúng vậy. Đúng vậy. Phải đó. Chỉ bằng cách trung thành với Kinh Thánh, chúng ta mới được cứu rỗi và được vào thiên quốc. Amen. Nhưng các chị lại làm chứng rằng Chúa đã đến và đã bày tỏ nhiều lẽ thật. Tôi cũng thấy rằng Đức Chúa Trời toàn năng đã bày tỏ nhiều lẽ thật. Đây là sự thật. Tôi chỉ cảm thấy rằng ở điểm này có sự mâu thuẫn. Những lời của các mục sư và trưởng lão rốt cuộc có đúng hay không? Dĩ nhiên là đúng rồi. Tôi còn nghe rằng khi hội họp các chị chỉ đọc lời Đức Chúa Trời toàn năng, khi thông công chỉ tập trung lời Đức Chúa Trời toàn năng và hiếm khi nào đọc Kinh Thánh. Như vậy là xa rời Kinh Thánh và xa rời đường lối của Chúa, phải không? Chúng tôi không thể thấu đáo vấn đề này, nên muốn các chị thông công với chúng tôi về điểm đó. Được, cảm ơn chị nha. Theo như tôi thấy, không cần phải bàn về vấn đề này. Các mục sư và trưởng lão đã nói rõ rằng toàn bộ lời Đức Chúa Trời nằm trong Kinh Thánh, rằng lời của Đức Chúa Trời chẳng có ở đâu khác ngoài Kinh Thánh. Và xa rời Kinh Thánh chính là dị giáo. Trong niềm tin vào Chúa, chúng ta phải luôn luôn kiên định tin theo Kinh Thánh. Amen. Cứ xem mọi phái trong Cơ Đốc giáo có phái nào không đọc Kinh Thánh không? Chỉ có Tỳ Chớp Phương Đông luôn làm chứng Đức Chúa Trời đã đến để phán trong thời kỳ sau rốt. Họ yêu cầu mọi người đọc lời Đức Chúa Trời toàn năng và lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời. Không phải khiến người ta xa rời Kinh Thánh và phản bội Chúa sao? Đúng vậy. Đúng vậy đó. Chị Dương à, chúng ta không thể nghe họ giảng nữa đâu. Nghe họ thì chúng ta sẽ bị mê hoặc. Tôi nghĩ đến lúc tiễn họ về rồi. Anh ấy nói đúng đó. Tỳ Chớp Phương Đông làm chứng rằng Đức Chúa Trời toàn năng đã bày tỏ nhiều lẽ thật, thực hiện công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt. Trong Kinh Thánh không hề viết gì về chuyện này. Thật sự là không có. Chị Dương à, chúng ta không thể tùy tiện nghe những thứ này. Quá đúng. Cộng tác viên Ngô, cộng tác viên Uông, dù trong Kinh Thánh không có đoạn nào về lời Đức Chúa Trời toàn năng, nhưng những lời đó là lẽ thật và chắc chắn phát xuất từ Đức Chúa Trời. Có lẽ chúng thật sự là những lời của Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh đã được tiên tri trong sách Khải Huyền. Người nào có tai thì cần phải nghe chúng. Đúng vậy. Chúng ta nên tìm kiếm và tìm hiểu chúng, không thể mù quáng lên án chúng như các mục sư và trưởng lão. Đức Chúa Giêsu phán, chiên ta nghe tiếng của ta. Nếu chúng ta không nghe tiếng Đức Chúa Trời, làm sao có thể nghênh tiếp Chúa đây? Chị ơi, mời chị ngồi xuống. Chúng ta nên để hai chị này thông công về lời Đức Chúa Trời toàn năng. Như vậy, chẳng phải chúng ta sẽ có thể phân biệt được liệu lời Đức Chúa Trời toàn năng có phải là lẽ thật, có phải tiếng Đức Chúa Trời không hay sao? Đúng vậy. Đúng vậy. Xin mời ngồi xuống và lắng nghe. Được, chúng tôi sẽ mời nghe. Mời mọi người ngồi xuống và lắng nghe. Được, cậu ngồi xuống đi. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Thưa anh chị em, người thời nay trong giới tôn giáo luôn bám vào Kinh Thánh mà không tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời toàn năng. Đây là vấn đề chính yếu. Họ đã bỏ bê việc lắng nghe tiếng của Tân Lan. Lẽ ra họ phải tìm kiếm những lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh nhưng lại lơ là. Nhiều người mù quáng tin lời các mục sư và trưởng lão. Những người nói rằng mọi lời của Đức Chúa Trời đều nằm trong Kinh Thánh, không thể nào tìm thấy lời của Đức Chúa Trời ngoài Kinh Thánh. Niềm tin này có cơ sở trên Kinh Thánh không? Không đâu. Không. Đức Chúa Giêsu có bao giờ nói vậy không? Không. Đức Thánh Linh có bao giờ nói vậy không? Tôi chưa nghe. Không có nói điều đó. Hoàn toàn không có.
Đây chỉ là lời ma quỷ của Satan để mê hoặc người ta. Bởi vì Satan muốn che mắt bịt tai tất cả dân sự được Đức Chúa Trời chọn, ngăn cản họ nghe được tiếng Đức Chúa Trời hoặc nghe được những lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chiêu này của Satan thật sự rất là nham hiểm và độc ác, đúng không? Nhiều người chính vì quá sùng bái các mục sư và trưởng lão đến nỗi chuyện ma quỷ mà các mục sư trưởng lão nói họ cũng cho là đúng. Đó không phải là ngu muội và vô tri sao? Phải. Đức Chúa Giê-xu đã phán rất rõ ràng: ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Amen. Sách Khải Huyền trong Kinh Thánh cũng nhiều lần tiên tri. Lời tiên tri ấy nói rằng ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Lời của Chúa nói rõ về điều này rồi. Khi Chúa đến trong thời kỳ sao rốt, phải đó, Ngài sẽ phán và dẫn dắt con người tiến vào mọi lẽ thật. Vậy mà các mục sư và trưởng lão lại nói mọi lời và công tác của Đức Chúa Trời đều nằm cả trong Kinh Thánh, rằng lời và công tác của Đức Chúa Trời chẳng có ở đâu ngoài Kinh Thánh. Như vậy không phải rõ ràng là đối nghịch với Chúa sao? Đối nghịch với Chúa? Chính xác là vậy đó. Chính xác là như vậy. Nếu theo quan điểm của các mục sư và trưởng lão thì những lời tiên tri của Chúa làm sao có thể ứng nghiệm và thành tựu được? Đức Chúa Giê-xu cũng đã phán: vì như chớp phát ra từ phương Đông, nhán đến phương Tây, thì sự con người đến sẽ cũng thể ấy. Vì như chớp nhán lòe từ dưới phương trời này đến dưới phương trời kia, thì con người trong ngày Ngài cũng như vậy. Nhưng mà Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều và bị dòng dõi này bỏ ra. Làm sao những lời tiên tri này có thể thành sự thật được? Sao phân biệt cỏ lùn với lúa tốt, đầy tớ tốt lành và đầy tớ xấu xa, trinh nữ khôn ngoan và trinh nữ khờ dại? Làm sao lập được nhóm những người đắc thắng trước thảm họa? Làm sao công tác phán xét ở tòa trắng lớn của thời kỳ sau rốt có thể được thành toàn? Làm sao vương quốc của Đấng Christ thời kỳ sau rốt có thể trỗi dậy được? Phải, làm sao mà được? Làm sao đền tạm của Đức Chúa Trời giữa nhân loại được thiết lập? Nếu Đức Chúa Trời không đến nhập thể, con người có thể nào hoàn thành mọi công tác này không? Không đâu. Không. Nếu có. Chỉ có công tác mà Đức Chúa Trời đã thực hiện trong quá khứ, trong thời đại luật pháp và thời đại ân điển, thì những lời tiên tri này làm sao thành sự thật được? Đúng thật là vậy. Chị ấy nói đúng đó. Như vậy, sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt là giai đoạn công tác cuối cùng quan trọng nhất trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời. Nó phải được thực hiện bởi chính Đức Chúa Trời nhập thể. Chỉ có như vậy, những điều kể trên mới được thành toàn. Thật là tuyệt vời. Hiện giờ, Đức Chúa Trời toàn năng đang thực hiện công tác phán xét trong thời kỳ sao rốt và đã bày tỏ nhiều lẽ thật. Có con người nào có thể bày tỏ những lẽ thật như vậy không? Một thiên thần có thể bày tỏ những lẽ thật đó không? Không đâu. Có nhân vật thuộc linh vĩ đại nào bày tỏ được những lẽ thật đó không? Không có, không ai bày tỏ được những lời này, ngoại trừ chính Đức Chúa Trời. Phải đâu. Những lời được Đức Chúa Trời toàn năng bày tỏ là lẽ thật và không gì khác ngoài tiếng của Đức Chúa Trời. Cho nên, dù không được ghi lại trong Kinh Thánh, có ai dám nói chúng không phải là lời của Đức Chúa Trời không? Có ai dám phủ nhận đó là tiếng của Đức Chúa Trời không? Trong tương lai, Đức Chúa Trời sẽ nói nhiều, thật nhiều lời để dẫn dắt và cung ứng cho nhân loại. Đây là điều không một ai có thể phủ nhận. Do đó, những lời mà các mục sư và trưởng lão nói, mọi công tác và lời của Đức Chúa Trời đều nằm trong Kinh Thánh, không thể tìm thấy lời Ngài ở đâu khác ngoài Kinh Thánh, thật hoàn toàn ngụy biện và vô lý. Đây là ví dụ về việc giới tôn giáo giới hạn và chống đối Đức Chúa Trời. Lời chị ấy nói có lẽ là đúng rồi, phải chính xác là vậy. Hợp lý. Thưa anh chị em, mọi người đã rõ về chuyện này chưa? Đã rõ. Tốt quá, tạ ơn Đức Chúa Trời. Hãy đọc vài đoạn lời của Đức Chúa Trời toàn năng và thêm nhận thức về vấn đề này nha. Hay quá. Chúng ta cùng nghe đi. Được. Đức Chúa Trời toàn năng phán: những điều được ghi lại trong Kinh Thánh thì chỉ toàn là hữu hạn, chúng không thể đại diện cho toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời. Bốn sách Phúc Âm có tổng cộng ít hơn 100 chương ghi lại số lượng hữu hạn. Các sự kiện như Giê-xu rủa cây vả, ba lần chối Chúa của Phi-e-rơ, Giê-xu xuất hiện trước các môn đồ sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá và phục sinh, dạy kiêng ăn, dạy cầu nguyện và dạy về ly dị, sự ra đời của Giê-xu và gia phả của Giê-xu, cũng như là sự bổ nhiệm các môn đệ của Giê-xu, v.v.
Tuy nhiên, con người xem chúng như báu vật. Thậm chí đối chiếu công tác của ngày nay với chúng, họ thậm chí còn tin rằng toàn bộ công tác Giê-xu đã làm trong cuộc đời Ngài chỉ có bấy nhiêu thôi. Như thể Đức Chúa Trời chỉ có khả năng làm bấy nhiêu việc này và không làm được gì hơn. Điều này chẳng phải là ngớ ngẩn sao? Điều này thật là chính xác. Nếu ngươi muốn thấy công tác của thời đại luật pháp và muốn thấy dân Israel đã đi theo con đường của Đức Giê-hô-va ra sao, thì ngươi nhất định phải đọc Cựu Ước. Nếu ngươi muốn hiểu công tác của thời đại ân điển, thì ngươi phải đọc Tân Ước. Nhưng làm thế nào để ngươi thấy được công tác của thời kỳ sau rốt? Ngươi phải chấp nhận sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời của ngày nay và bước vào công tác của ngày nay. Vì đây là công tác mới và chưa từng được ai ghi lại trước đây trong Kinh Thánh. Công tác của ngày nay là một con đường mà con người chưa bao giờ đi và một con đường chưa ai từng thấy. Đó là công tác chưa từng được thực hiện trước đây. Đó là công tác mới nhất của Đức Chúa Trời được thực hiện trên đất. Ai đã có thể ghi lại trước từng chút một công tác của ngày nay mà lại không hề bỏ sót bất kỳ một công tác nào? Ai đã có thể ghi lại công tác lớn hơn, những công tác khôn ngoan hơn bất chấp quy ước này trong cuốn sách cũ kỹ và mốc meo đó? Công tác của ngày nay không phải là lịch sử. Và như vậy, nếu ngươi muốn đi trên con đường mới của ngày nay, thì ngươi nhất định phải rời khỏi Kinh Thánh. Ngươi phải vượt ra khỏi các sách tiên tri hoặc sách lịch sử trong Kinh Thánh. Chỉ khi đó, ngươi mới có thể đi đúng con đường mới. Và chỉ khi đó, ngươi mới có thể bước vào cõi mới và bước vào công tác mới. Những lời này thật là chuẩn xác. Sao lời Chúa phán thời kỳ sau rốt lại được ghi trước trong Kinh Thánh chứ? Nói đúng lắm. Không thể nào. Các anh chị em, giờ ta xem thêm một đoạn phim đọc những lời của Đức Chúa Trời toàn năng, mọi người thấy có được không? Hay quá. Chúng ta cùng nghe nha. Ta cần phải nghe cho kỹ. Được đó. Có những người nói rằng họ tương hợp với ta, nhưng những người như thế lại đều thờ ngẫu tượng mơ hồ. Mặc dù họ biết danh ta là thánh khiết, họ lại đi trên con đường trái nghịch với ta. Và lời lẽ của họ đầy kiêu ngạo và tự phụ. Đó là bởi vì tự gốc rễ, hết thảy họ đều chống lại ta và không tương hợp với ta. Họ tin vào sự hiện hữu của ta chỉ trong phạm vi của Kinh Thánh, và họ đánh đồng ta với Kinh Thánh. Không có Kinh Thánh thì không có ta, và không có ta thì không có Kinh Thánh. Họ không chú ý gì đến sự hiện hữu hay những hành động của ta, mà thay vào đó dành sự chú ý tột bậc và đặc biệt cho mỗi một lời của Kinh Thánh. Thậm chí nhiều người còn tin rằng ta không nên làm bất cứ điều gì ta muốn làm trừ khi điều đó được Kinh Thánh tiên báo. Họ quá coi trọng Kinh Thánh. Có thể nói rằng họ xem những lời lẽ và sự bày tỏ là quá quan trọng, đến mức họ dùng các câu trong Kinh Thánh để so đo mọi lời ta nói và để lên án ta. Cái họ tìm kiếm không phải là cách tương hợp với ta hay cách tương hợp với lẽ thật, mà là cách tương hợp với những lời trong Kinh Thánh. Và họ tin rằng bất cứ điều gì không phù hợp với Kinh Thánh, không có ngoại lệ, đều không phải là công tác của ta. Chẳng phải những kẻ đó là con cháu ngoan ngoãn của người Pharisee sao? Người Pharisee Do Thái đã dùng luật pháp của Môi-se để kết án Giê-xu. Họ đã không tìm kiếm sự tương hợp với Giê-xu của thời đó, mà hết mực tuân theo luật pháp đến từng câu chữ. Đến mức sau khi buộc tội Ngài không tuân theo luật pháp của Cựu Ước và không phải là đấng Mê-si, cuối cùng họ đã đóng đinh Giê-xu vô tội lên cây thập tự. Bản chất của họ là gì? Chẳng phải họ đã không tìm cách tương hợp với lẽ thật đó sao?
họ bị ám ảnh bởi từng câu từ một của Kinh Thánh, trong khi không chú ý gì đến ý muốn của ta, lẫn các bước và phương pháp công tác của ta. Họ không phải là những người tìm kiếm lẽ thật, mà là những người bám lấy câu từ một cách cứng nhắc. Họ không phải là những người tin vào Đức Chúa Trời, mà là những người tin vào Kinh Thánh. Về bản chất, họ là những con chó giữ cửa của Kinh Thánh. Để bảo toàn lợi ích của Kinh Thánh, để đề cao chân giá trị của Kinh Thánh và để bảo vệ thanh danh của Kinh Thánh, họ đã đi quá xa đến mức đóng đinh Giê-xu nhân từ lên cây thập tự. Điều này họ làm chỉ đơn thuần là để bảo vệ Kinh Thánh và để duy trì địa vị từng lời một của Kinh Thánh trong lòng mọi người. Do vậy, họ thà từ bỏ tương lai của họ và của lễ chuộc tội để kết án tử hình Giê-xu, đấng đã không tuân theo giáo lý của Kinh Thánh. Họ chẳng phải đều là tay sai cho từng lời một của Kinh Thánh sao? Những lời này gây sốc thật chứ. Những người Pha-ri-si đã đóng đinh Đức Chúa Giê-xu vì họ cứng nhắc bám chặt vào Kinh Thánh. Không có Đức Chúa Trời toàn năng tiết lộ, ta không thể học được điều này ở đâu khác. Sau khi nghe lời Đức Chúa Trời toàn năng, tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn. Đức Chúa Trời chính là nguồn nước hằng sống. Lời của Ngài tuôn trào muôn đời và vô cùng tận. Làm sao Đức Chúa Trời chỉ có thể phán số lượng ngôn từ có hạn trong ghi chép Kinh Thánh chứ? Đúng vậy. Amen. Trong nhiều năm tin Đức Chúa Trời, chúng ta thật sự không hiểu được lẽ thật, cũng không hay biết gì về Đức Chúa Trời. Chúng ta còn tin lời các mục sư và trưởng lão giới hạn lời và công tác Đức Chúa Trời theo những gì có trong Kinh Thánh. Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời chỉ phán những lời được ghi trong Kinh Thánh và Ngài sẽ không bao giờ phán lần nữa. Như vậy không phải là giới hạn và xem thường Đức Chúa Trời sao? Tôi đã quá ngông cuồng tự đại, quá ngu muội vô tri rồi. Đúng rồi. Tôi bị các mục sư và trưởng lão làm mê muội suốt bao năm qua và không có phân định gì hết. Tôi đã bị bần cùng quá, đáng khinh và mù quáng. Đúng thật là vậy. Sách Khải Huyền nhiều lần nói rằng ai có tai thì hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Ta đã đọc những lời này quá nhiều lần, sao lại bỏ qua ý nghĩa của chúng chứ? À, chị nói đúng lắm. Sao chúng ta lại không nhận ra Đức Chúa Trời sẽ dẫn phán cùng các hội thánh trong thời kỳ sau rốt? Chúng ta thật quá ngu muội và vô tri. Phải. Đều do các mục sư và trưởng lão, vì họ nhấn mạnh về kiến thức Kinh Thánh và các thuyết thần học, luôn mê hoặc chúng ta với quá nhiều quan niệm và thuyết tôn giáo, khiến cho chúng ta bị mất phương hướng, đến nỗi chẳng biết cách nghênh tiếp Chúa khi Ngài đến, càng hiểu ít hơn nữa về cách tìm kiếm lời của Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Phải. Phải. Hôm nay, nhờ may mắn được nghe thông công về những lời của Đức Chúa Trời toàn năng mà chúng tôi có thể nghe được tiếng Đức Chúa Trời. Nếu chưa được nghe, chắc chắn bị các mục sư và trưởng lão lừa gạt. Suýt chút nữa, ta đã lỡ mất cơ hội được nghênh tiếp Chúa đến. Cứ nghĩ về chuyện này, tôi thấy vô cùng nguy hiểm. Các mục sư và trưởng lão và những người Pha-ri-si giả hình này thật là đáng khinh. Đúng vậy. Nhưng giờ chúng ta đã phát triển phân định về các mục sư và trưởng lão rồi. Chắc chắn họ là những người Pha-ri-si giả hình đó. Phải đó. Chúng ta sẽ không nghe bọn họ nữa. Phải đúng vậy. Điều đó thật là chính xác. Lần trước em đi báo cáo xin mục sư lời khuyên, anh đã phản đối, nhưng anh không thể làm được gì để ngăn em. Lần này cuối cùng em cũng đã hiểu ra. Đừng kể khuyết điểm của em mà. Đừng khơi chuyện của em ra nữa. Ai không có lúc ngốc nghếch chứ. Phải. Đúng là như vậy.